Ngày 24 tháng 10, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang giữ hình sự đối tượng Huỳnh Nghĩa Hiệp 35 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Hiệp thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Theo đó, Hiệp và chị Lính Nhung tên đã thay đổi, 39 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, có quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ dù cho chị này đã có chồng. Trong thời gian quen nhau, cả hai nhiều lần đi khách sạn để tâm sự. Mỗi lần quan hệ tình dục với nhau, Hiệp dùng máy quay lại. Khoảng tháng 9 năm 2019, Hiệp không có tiền tiêu dùng nên nảy sinh ý muốn dùng cảnh quay quan hệ với chị Lính Nhung để uy hiếp đe dọa. Hiệp yêu cầu người phụ nữ phải đưa 30 triệu đồng cho mình, nếu không sẽ đưa đoạn clip này cho chồng chị. Do lo ngại nên chị Lính Nhung đã đưa cho Hiệp 30 triệu đồng để không lộ chuyện. Gần đây, Hiệp lại nối tiếp đe dọa yêu cầu chị Lính Nhung phải đưa tiền cho mình, nếu không sẽ đưa clip quan hệ cho chồng chị này. Chiều 21 tháng 10, chị Lính Nhung gặp gỡ Hiệp ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để đưa 25 triệu đồng. Lúc này, công an vào cầm quả tang đưa về trụ sở.